Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game các bạn của mình phá game đầu tiên nha. Video on Rust, let's go. Ok, let's go. Rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tên thứ hai. Tank Hero. Let's go. Up Studio. Ok, let's go. Cô làng này thì level 3. Bây giờ thì mình sẽ tiêu diệt cô ta. Let's go. Không hiểu vì xa vậy mà sao vẫn dính ít máu. Tài thật. Ok, let's go. Okay.
tiếp tục nào. Wow, và tan quả này luôn. Giờ xem anh ta sẽ làm gì. Oh my god. Okay, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, bầu smarter. Let's go. Player one, choose. Anh chàng này mình mới mua và xem như thế nào. Ok, 13 sảy rồi, sẽ còn 12. Mười một đi, hay 12, 11 thôi. Okay, let's go. Rất là đau luôn. Đi luôn. Wow, hơi cao. Cái đấy chắc cũng 12 là chuẩn chuẩn thôi. Nhưng mà không sao, mình thắng rồi được rồi. Nếu mà chơi cái đấy nữa thì sẽ được thêm tiền. Ok, let's go. Player 1, choose. Wow, wow, anh chàng này có vẻ kinh đấy. Oh my god. Finish him. Fatality. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang thử game thứ tư. Ice Cream 2, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phải đi giải cứu cô bé này. Mình sẽ tua, mình vừa tua cái quảng cái giới thiệu của đầu game. Thì đầu game thì ông ta sẽ bắt cóc cô gái này. Và bây giờ thì mình sẽ đi giải cứu cô ta. Wow. Stop. Let's go. Cinema. Jay, help me out of here, please. Sipus.
Ok, mình sẽ đưa này vào đây. Let's go, tiếp tục là. Wow, vẫn chưa có, chắc ở đây rồi. Đây là thùng rác cuối cùng. Ok, let's go. Một tấm thẻ để vào cửa hàng Dung Eon. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. What's up, Jay? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cầm cái này để trao đổi. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay, let's go. Rồi mình sẽ cất cái này vào trong xe. Let's go. Okay, let's go. Jay, help me. Summer City, let's go. Đây là một nghĩa trang. Ok, mình sẽ bắt chú mèo này. Maker one.
Rồi mình sẽ vào đây và trao đổi lấy một chú mèo máy. Let's go. Let's go. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Scary Teacher Ballet. Chapter 2, let's go. Stay away from my delicious cake. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ đợi bà ta tiếp. Sau đó thì mình sẽ đột nhập vào trong dưới hầm. Và mình sẽ đi bắt chuột. Chuột thì rất thích ăn phô mai. Okay, let's go. Rồi mình sẽ xem bà ta vào. Chờ bà ta vào. Rồi, let's go. Okay, let's go. I really am the best chef in the world. So let's go. Bây giờ mình sẽ chờ bà ta bị mình chôn những con chuột. Bà ta sẽ mở ra. Wow. My cake. My precious cake. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Raymond Mini. Let's go. Spasta game. Okay, let's go. Yeah.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Rồi bây giờ mình sẽ đi thu thập. Đây này các bạn là chạy run, sau đó thì đi thu thập và xây nhà. Hai đi. Wow, không nhận gì. Ok. Let's go. Okay, cái này phải đợi thời gian thì mới xây được xong. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 8. Zombie Tsunami. Let's go. Okay, let's go. Oh!
rất là đông luôn. Wow. Oh my god, chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Respawn 4. Let's go. Ok, let's go. So cái đấy phải đổi ngược chiều. Ok, let's go. Ok. Tiếp tục nào. Wow. Không biết lấy đà có nhảy được phân lên không. Không được rồi. Cái này phải nhảy từ ra ngoài. Chóc vào từ đây. Lại thôi, lại thôi. Chút xíu thôi, mình sẽ cố gắng một chút. Ok, được rồi. Wow, 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 wow. Này, rất khoai luôn. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến cái tiếp theo. Freerazer 13. Let's go. Ok, ok, ok. Mình sẽ tắt điện đi. Sau đó thì mình sẽ đi từ anh chàng trước này. Rồi tiếp theo là bật điện lên. Ok. Sẽ là như thế này. Lửa vào đây là bị một cái bẫy. Ok, mình sẽ phải hóa giải những cái này. Cho cái này vào.
sau đó thì sẽ tiếp tục. Bọn lại đây. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Ice Cream Mode. Let's go. Ok, từ game này thì mình sẽ phải đi cứu một cậu bé. Một cậu bé béo này. Cậu ta bị ông Ice Cream bắt. Let's go. Xuống nào. I'm going to kick today, looking for the chump puppy one. I'm going to find me some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Chưa đòi dạy thôi. Ok, may mình nắm kịp thôi, không là mình sẽ chết ngay. Đây là một quán cà phê. Rồi mình sẽ vào trong này. Ông ta đang ở đâu? Oh my god. Mình tưởng ông ta ở trong phòng, ai ngờ ông ta đang ở ngoài. Sợ thật. Rồi và bây giờ thì mình sẽ tẩu thoát từ căn phòng này. Ở đây thì chắc chắn sẽ có một chiếc chìa khóa rồi. À không phải, là một tấm băng. Và mình sẽ phải lối cái này. Không có cái gì để cầm để ném ông ta. Ông ta đang ngoài đây. Rồi, và mình sẽ tìm những cái thùng rác này, xem có món đồ nào không. Let's go, không có gì. Mình sẽ phải cầm cái này để có gì nhắm ông ta. Oh my god, chậm quá rồi. Nhanh lên một chút nữa thì sẽ không sao. Khi bạn có món đồ đó thì bạn sẽ ném ông ta và ông ta sẽ không làm gì được bạn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. Thành start. Let's go. Rồi, mình sẽ đến tấn công xe này gần. Ném bom, đây là một xe tăng ném bom. Không biết có trúng không đây. Ok. Xem anh ta làm gì, anh ta tiến lại gần. Rồi làm sao nữa. Let's go. Okay, let's go. Yeah.
Wow. Mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.